Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái kiềm tuốt dây mỏ quạ của hãng Bumkin có cái mã là 14609. Đây là cái dòng kiềm tuốt dây dùng lưỡi SK5 và dòng Haverty, dòng công nghiệp nặng anh em ha. Thì đối với cái dòng này thì anh em có thể tuốt dây cao lắm luôn á, là nó chỉ tới 6.0 thôi nha, chứ nó không thể cao hơn nữa. Đó, từ 0.5 đến 6.0 nha. Thì cái dòng này thì nó có đây là đầu tuốt nè, đầu cắt nằm ở đây. Rồi, giá bên cửa hàng mình đang bán với giá chỉ có 100 ngàn thôi nha anh em. 14609, 100 ngàn cho kìm mỏ quạ này nha, tuốt dây. Đó. Thì những cái mẫu này thì rất là nhiều. Đó, rất là nhiều phổ thông trên thị trường luôn. Đó, nhưng mà đối với hãng Bumkin thì cái này mình thấy nó ok ha, nhất là về lưỡi dao của nó. Nha. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem. Đây, những con dao này nè. À, ngọt ngay luôn, ngọt sớt luôn ha. Đó. Thì đối với cái hàng Bumkin anh em nó làm hình như cái lưỡi này lưỡi khá là xịn nha. Đó, đứt bập bập liền. Ngon lạnh ha. Ok. Đó. Đây. Đó là về chức năng cắt ha, còn chức năng tuốt thì sao? Thì khi anh tuốt thì anh em có thể đưa cho đây. Cái hành trình cái miếng này nè, nó chỉ là cái hành trình để chúng ta đo cho anh em muốn tuốt bao nhiêu, ví dụ chúng ta tuốt chục cái như nhau thì chúng ta chỉ cần dùng cái này, đưa vào chúng ta bấm cái hình sẽ ra ha. Đó. Thì ra thôi. Đơn giản. Hoặc là chúng ta sẽ cái này có thể anh em không xài, tùy ha. Đưa đây bấm cái là ra. Đó. Hoặc là anh em có thể tuốt nằm ở giữa được. Đối với dịp này chúng ta có thể tuốt nằm ở giữa được. Chúng ta để nằm ở đây nè ha, nằm như thế này nè. Đó, chúng ta bơm cái là nó sẽ tuốt nằm ở giữa. Rồi chúng ta sẽ đấu. Thông thường những anh em mà đấu cần la phong hay tuốt nằm ở giữa nha, đấu cần la phong á. Đó, thì chúng ta sẽ đấu vào trong đây, hai trong đây thôi nha, vẫn tuốt giữa ok. Đó. Cắt mình thấy cái loại dòng này cắt rất là ngon nè. Cắt ngon hơn cái dòng lúc trước mình làm cái tắc tích kia, nó dòng nó dở lắm. Dòng này cắt ngon hơn nha. Anh em để yên, lúc trước mình có bán cái dòng tắc tích nó làm cái loại này, cái này nó không có bằng nhựa nha, mà là một loại là nylon mat nè, cái tay cầm á nè ha, nylon mat đó là một cái chất liệu mà để làm lên cái tay cầm này nha. Đó. Là hãng sản xuất ra. Đối với dòng công nghiệp nặng thì mình nghĩ chất lượng ok. Đây, ngon lành. Khi mà anh em tuốt vậy nè mà nó có đứt dây á, thì mình nên chỉnh cái này ha, chỉnh ra chỉnh vô tùy theo cái sợi dây nó phù hợp cho mình nha. Chỉnh cái chân cái này nè, chỉnh cái khả năng lưỡi đó. Thì bây giờ mình sẽ xả ra hết nè cho anh em xem nha, xả ra hết nè. Rồi xả ra hết rồi đó nha, xả ra hết rồi mình tuốt ra cho anh em xem thử như thế nào. Xả hết nè, nó rất là cứng nha anh em, bóp này nó cứng lắm, nó rất là cứng luôn. Ok ha, nè đó à, nó cứng nè ha, bóp vậy nè cứng lắm. Rồi chúng ta phải siết vào đó. Thì tùy theo cái dây chúng ta sẽ chỉnh cho phù hợp thôi, mình nghĩ rất nó à, đó rồi ngon lành này nè ha. Đó, thì cái dòng này thì nó còn hơi ăn trong đây chút xíu nè, siết vào một chút nữa rồi cắt đi. Đây ok nè à. Nào chúng ta cảm thấy nó cái dây mà nó chưa được ngon thì chúng ta sẽ chỉnh lại chút xíu ha. Này thì nó hơi vô quá rồi. Xa, thì tùy theo công việc cho dây thôi nha anh em. Rồi tới dây này. À, ok nè, hoàn lành, nha, không có bị đứt một cái sợi dây nào luôn. À, rất là sướng nha. Cái này thì ví dụ chúng ta làm những cái sợi dây, những cái ổ điện mà nằm ở trong những cái kẹt cũng được ha, chúng ta có thể đưa cái đầu vô trong đây chúng ta rút ha, đưa cái đầu vô chúng ta tuốt. Còn những cái kìm mà dạng mà nó nhẹ dẹp á này, dẹp chúng ta đâu đưa vô trong chúng ta rút được, không có tuốt được. Đối với dòng này thì chúng ta có thể đưa được ha. Em có thể thấy ngọt cực kỳ, mình rất thích cái dòng cái Bumkin nó làm bằng lưỡi thép SK5 ha. Mặc dù giá nó khá rẻ, Bumkin hiện tại cái dòng này có 100 ngàn thôi nè, khá rẻ luôn, khá rẻ luôn. Có 100 ngàn mà lưỡi, nó dòng mà dòng công nghiệp nặng là Haverty và dòng thép SK5 nữa, thì mình nghĩ với giá này thì mình em đầu tư rất là ngon lành nha. Ok ha, mình thử
sẽ test đầy đủ hết cho anh em xem. Thì đối với những cái anh em biết đó, đối với những cái kềm mà nó có cái các dòng đó, ví dụ dòng industrial là dòng công nghiệp, dòng heavy là dòng công nghiệp nặng, đối với những cái sản phẩm mà nó có những cái ký hiệu đó, là những sản phẩm chất lượng mà tốt, anh em có thể làm liên tục ha, anh em có thể làm liên tục. Như vậy khi mà một cái công cụ hoặc một cái máy nó sản xuất ra thì nó có dòng phổ thông, dòng dòng phổ thông ha, dòng công nghiệp, dòng công nặng, để nó phù hợp với những cái công việc khác nhau. Ví dụ chúng ta làm gia đình thì nó phổ thông là được rồi, hoặc là làm gia đình mà chúng ta mua một cái dòng công nghiệp thì nó quá bền chứ sao nữa em ha, thì chúng ta bỏ tiền nó hơi mắc một chút đó. Hoặc là chúng ta làm nhiều làm nghề thì chúng ta nên mua những dòng công nghiệp chúng ta xài nha, còn những dòng phổ thông thì chúng ta để gia đình ít xài, gia đình thì có nhiều dạng lâu lâu mới xài, hoặc là chúng ta thường thường xài. Thợ thì cũng có nhiều nhiều loại ha, thợ chuyên nghiệp nó lại khác, còn thợ mà ngày nào cũng làm thì nó lại khác, làm thì khối lượng công việc nó nhiều, tùy theo công việc chúng ta mà chúng ta mua công cụ nha. Công việc chúng ta cần cần một cái công cụ làm liên tục tháng 30 ngày làm nhiều cỡ vậy đó thì chúng ta nên mua đồ xịn chút. À, còn gia đình thì lâu lâu chúng ta xài thì ta mua hàng bình thường được rồi. Còn đối với cái dòng này thì chúng ta mua những cái kềm như thế này nè, anh em mua gia đình xài biết chừng nào nó mới hư. Đó ở giữa nè anh em thấy, tuốt gì nó chạy tới nha, ở giữa này chúng ta tuốt cái đây nè, hiện đây nó đẩy tới đây chứ không phải không được này đó. Ok ha, ta tuốt này không được qua bên đây đó, nó không chạy dây đó, còn lạnh ha, không đứt một cái cọng rồi hết. Ok, giá tiền 100.000 anh em, giá tại cửa hàng chưa còn với ship nha, anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại dưới được mua hàng nha, giá tại cửa hàng chưa còn với ship, chỉ có 100.000 cái thôi đó. Bumkin nó là thương hiệu của Thái Lan nha anh em, Bumkin nó là thương hiệu của Thái Lan, hàng này là sản xuất tại Trung Quốc. Thái Lan thì nó sản xuất nhiều dòng, trên đó nó có dòng phổ thông và dòng công nghiệp dành cho nhà máy xí nghiệp thì nó có nhiều nhiều dòng. Cái hàng này mình sẽ làm cái hàng mẫu để anh em có thể test đủ các kiểu ha, hàng mẫu ở đây anh em nãy giờ thấy mình cắt quá trời ha. Thì anh em biết rồi đó, những cái sản phẩm mà của Bumkin á thì nó bán ở Thái Lan rất là nhiều, trong đây thì nó sẽ có tiếng Thái nè em, tiếng Thái nè, tiếng Anh nè nha, nó bán Thái Lan rất là nhiều. Thì thời gian sau này nó mới xuất khẩu sang thị trường các nước thôi đó. Thì muốn xuất khẩu sang thị trường các nước thì nó phải đặt cái nhà máy tại Trung Quốc, bởi vì nơi Trung Quốc đó là một cái nơi mà nó có hội tụ những cái yếu tố về về giá cả, ví dụ như anh em xuất khẩu giá cũng rẻ nè, sản xuất cũng rẻ nè nha, thì có như vậy thì giá mới cạnh tranh được. Nếu mà sản phẩm này mà đem qua từ Thái Lan đem về, hoặc là từ Đài Loan anh em mang về, thì anh em biết phải nhân lên thì tầm khoảng 20-25%, 20-25%, bởi vì cái giá FOB á thì nó sẽ mắc hơn, nó sẽ mắc hơn ha. Rồi thứ hai nữa là về cái thuế nhập khẩu nó cũng sẽ mắc hơn, chi phí vận chuyển nó mắc hơn, nó có nhiều cái nó mắc hơn lắm. Như vậy khi mà đặt được đặt một cái nhà máy sản xuất tại Trung Quốc thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều đó, thì khi đó mới cạnh tranh được ha với các sản phẩm. Rồi ok nha, anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại dưới mua hàng. Một được, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.